Xin chào mọi người, lại là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với các channel của Linh. Dạo này thời tiết kiểu siêu nắng, siêu nóng và cực kỳ là ngột ngạt. Thế nên là ngày hôm nay Linh quyết định là làm một cái video kiểu rất là random thôi. Là mình muốn get ready cùng với cả nhiều màu xanh, nhiều cái tông màu xanh lá nhất nhất có thể. Thực ra thì từ trước tới nay những cái tông màu kiểu xanh lá hay là xanh lá cây đều là những cái màu mà nằm ngoài vùng an toàn của mình. Thế nên là với cả cái challenge ngày hôm nay thì Linh cũng cảm thấy như là mình được thay mới và mình được thử thêm nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và với cả cái mùa hè nóng bức như thế này thì Linh nghĩ là không có màu nào mà nó sẽ khiến mình cảm thấy dịu mát hơn là ngoài những cái màu xanh lá cây hay là những cái tông màu xanh mint, nói chung là kiểu 50 shades of green á. Vậy nên là nếu như mọi người muốn xem Linh đã get ready như thế nào cùng với cả những cái tông màu xanh lá cây như thế này thì hãy tiếp tục xem video cùng với cả Linh nhé. Bắt đầu thôi. Bắt đầu thì như mọi người thấy, đối với cả phòng ngủ của Linh cũng có giấy dán tường là màu xanh lá cây pastel rồi. Và bạn nào mà hay xem vlog của Linh dạo gần đây thì chắc chắn là mọi người đã biết cái bộ chăn ga gối nệm của Linh á, nó cũng là thuộc tông màu xanh lá cây nhưng mà kiểu màu nó hơi pastel một tí. Ngoài ra còn có cả thêm họa tiết kiểu như là cúc tana ở trên gối cũng như là chăn, nhìn nó hơi kiểu hương đồng gió nội nhưng mà những cái tông màu xanh lá cây như thế này và đặc biệt là nó hơi kiểu pastel một xíu, nó khiến mình cảm thấy rất là dịu nhẹ và cảm thấy là được relax mỗi khi mà mình bước vào phòng ngủ. Nhưng mà ngoài ra thì bởi vì cái challenge này thế nên là mình còn tìm thêm cả những cái bộ quần áo ngủ mà nó thuộc cái tông xanh lá cây hơn. Và đấy là những cái tông màu mà Linh thực sự là chưa bao giờ mặc cho tới thời gian gần đây, khi mà Linh muốn khám phá thêm những cái màu sắc mới. Một phần là để khiến cho cuộc sống của mình nó thay đổi hơn, một phần là mình cũng muốn khám phá xem là ngoài những cái tông màu an toàn thì mình còn hợp với cả những tông màu nào nữa. Linh rất là mê đồ ngủ luôn ý. Ở nhà thì mình thích mặc váy lụa như thế này hoặc là những bộ pyjama lụa, vừa mềm mại cho làn da lại vừa thoải mái khi mà mình đi ngủ hay là thực hiện các hoạt động ở nhà. Vì challenge này thế nên là Linh đã tìm mòn mỏi được một bộ xanh nhất có thể và may quá thì mình cũng tìm được. Mà cái bộ này nó còn có hình quả dứa rất là xinh, rất là summer feel luôn ý. Nếu như mà mọi người thích thì có thể comment, lần tới maybe là Linh sẽ làm một cái bộ homewear hoặc là lingerie collection của Linh nhé. Dưỡng da ban sáng của mình thì thường rất là đơn giản, nhanh gọn nhưng mà vẫn cần phải đủ bước cần thiết để mình có được một làn da khỏe và tươi tắn cả ngày. Challenge ngày hôm nay là Get Ready With Me cùng với nhiều sản phẩm màu xanh lá nhiều nhất. Thế nên thực sự ban đầu Linh hơi lo về khoản skincare một chút. Nhưng mà siêu may là ở nhà mình cũng tìm ra được vài món dưỡng da màu xanh lá cây luôn. Đây là Dove Facial Cleansing Mousse của nội địa Nhật. Mình đã sử dụng thử được từ cuối tháng 4 tới nay rồi. Loại mình cảm thấy ưng nhất là loại Deep Pure màu xanh lá cây này bởi vì nó dành cho da dầu và lỗ chân lông to. Bạn nào mà giống da của Linh á, thì để ý tránh sử dụng các loại sản phẩm mà làm sạch da có khả năng tẩy rửa quá là mạnh sẽ khiến da của mọi người mất đi các lipid và làm cho da bị mất nước nhé. Dạng mousse tạo bọt sẵn siêu dày và mịn xốp, xịt lên máy rửa mặt để làm sạch sâu da mặt khỏi các bã nhờn thừa từ ban đêm mà vẫn nhẹ nhàng cho da. Linh thích dạng bọt sẵn như thế này lắm bởi vì nó rất là tiện và gọn khi mà mình sử dụng ấy. Mùa hè nóng nực mệt mỏi thế nên là khoảng thời gian chăm sóc da đối với Linh cứ như là một ốc đảo xanh vậy. Vì mình thuộc loại da dầu hỗn hợp và hay bị nổi mụn thế nên là trời mùa hè da rất là dễ bị bí bách nóng nực, mà bây giờ lại còn phải đeo khẩu trang khá là thường xuyên nữa, thế nên là để tránh bị nổi mụn, Linh sẽ thường tập trung vào các chu trình giúp cân bằng da hơn. Chủ yếu là mình sẽ sử dụng các sản phẩm cấp nước, cấp ẩm có thể là ngay từ những bước rửa mặt ban đầu để giúp cho da không bị tiết ra quá là nhiều dầu thừa. Khi mà sử dụng bạn ấy thì Linh cảm thấy không bị tước đi độ ẩm tự nhiên và cũng không bị khô căng rít da như là một số loại sữa rửa mặt tạo bọn sẵn mà Linh đã từng sử dụng. Trong này thì Linh thấy có chứa tới 40% tinh chất serum dưỡng ẩm, ví dụ như là glycerin này, stearic acid, ceramide và niacinamide, thế nên là lớp ẩm tự nhiên cho da của mọi người không bị tước đi mà còn được bổ sung thêm nữa nha. Ngoài ra thì bạn này cũng có chiết xuất từ cây phỉ Witch Hazel, nổi tiếng với nhiệm vụ dẹp loạn các thành phần không đội trời chung với cả những đứa da dầu như mình, ví dụ như là bã nhờn và dầu thừa. Mình cũng không bị kích ứng sau hơn 2 tháng sử dụng, thế nên là các bạn thuộc da nhạy cảm như mình cũng yên tâm mà thử nhé. Rửa xong da sẽ toát lên cái vẻ căng mịn này, đủ ẩm và đàn hồi bứng bứng, thích lắm luôn ý. Tiếp theo thì mình sử dụng toner của Mamonde. Toner này thì ngoài khả năng cân bằng và làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông sau bước rửa mặt thì cũng rất là phù hợp cho bạn nào mà thuộc làn da dầu giống như Linh, bởi vì nó có khả năng cung cấp độ ẩm này, giúp da giảm tiết dầu, kiềm dầu và giảm nguy cơ hình thành mụn bởi các yếu tố như trên. Mình sử dụng bạn này được khoảng tầm 2 tuần nay rồi và khá là bất ngờ bởi vì nó làm cân bằng da cũng như là làm sạch da khá là tốt, mịn nhưng mà không bị khô da. Thiết kế và thành phần từ tự nhiên thế nên là cũng khiến mình có cảm giác yên tâm hơn rất là nhiều. Mọi người lưu ý là cần phải lắc đều chai trước khi sử dụng bởi vì nó có một lớp bùn non ở phía dưới đáy chai nhé.
Sáng nay thì mình sử dụng essence nhẹ nhàng có khả năng cung cấp độ ẩm dồi dào và ngoài ra cũng có thêm công dụng làm dịu mụn nữa, bởi vì Linh đang bị một phát mụn ở gần giữa môi và mũi đây. Đây là một cái tinh chất làm dịu với cả thành phần duy nhất là từ 100% chiết xuất từ lá ngải cứu, với kết cấu lỏng và có khả năng hấp thụ vào da, giúp làm dịu cái làn da đang nhạy cảm và cung cấp độ ẩm từ bên trong. Như mọi người biết thì chiết xuất ngải cứu nó rất là phù hợp với cả những làn da đang bị mụn, đang bị kích ứng, bởi vì nó có thể làm dịu và mềm mượt làn da đang bị kích ứng cũng như là có tác dụng giải độc. Thế nên là mỗi khi mà mình hơi bị lên mụn hay là thấy khó chịu thì mình sẽ sử dụng em này. Mình có nhiều loại kem dưỡng ẩm lắm cho ngày và đêm, và nói chung là tùy theo tình trạng da của mình cảm thấy ở trong ngày. Chủ yếu là Linh sẽ hay sử dụng giữa các dạng gel hoặc là dạng kem. Ngày hôm nay thì mình sử dụng dạng kem nhưng mà nó cũng có texture thẩm thấu khá là nhanh giống như là gel nước. Và em này thì có tên là I'm From Mirror Cream, cũng cùng dòng với các em Essence trên. Bạn này thì Linh rất là hay sử dụng mỗi khi mà da mình bị khó chịu kích ứng hoặc là mới bị lên mụn, bởi vì trong đấy có thành phần chiết xuất ngải cứu như Linh đã nhắc ở phía trên, rất là tốt để làm dịu da đang tổn thương do mụn lắm. Trong này thì như mọi người thấy, nói chung là nó sẽ có đến 73,55% chiết xuất ngải cứu liền, và cũng có những cái chất khác để giúp tái tạo cái làn da đang bị tổn thương và dưỡng ẩm cho da nữa. Thế nên là bộ đôi này là bộ đôi mình rất là yên tâm mỗi khi mà mình đang cảm thấy khó chịu ở trên da. Ok, bây giờ thì mọi người đi ăn sáng cùng với cả Linh nhá. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ ăn avocado toast. Nguyên liệu của bọn mình có thì sẽ là hai miếng bánh mì nguyên cám này, rồi một quả bơ và một quả trứng. Ngoài ra thì Linh cũng sẽ pha thêm một chút matcha nữa. Thế nên là bữa sáng của chúng mình sẽ có nhiều màu xanh nhất là có thể. Đầu tiên thì Linh cũng sẽ dầm cái quả bơ của mình ra thôi. Mình sử dụng bằng thìa để dầm, bởi vì Linh không muốn nó bị nát ra hoàn toàn mà mình muốn nó vẫn có miếng một xíu. Sau đó thì mọi người có thể trộn thêm cùng với cả một ít hạt tiêu và một tí muối thôi, để cho nó có hương vị đậm đà một xíu, ăn cho nó dễ. Đối với cả trứng thì mình sẽ làm kiểu dạng trứng scramble egg như thế này, rất là dễ thôi, cũng chỉ cần một chút muối và một tí hạt tiêu như lúc nãy, và mọi người đã có xong được món trứng scramble egg siêu siêu dễ dàng để sử dụng làm topping. Bánh mì nguyên cám thì Linh chỉ cần bỏ tọt vào trong cái máy nướng bánh mì này thôi, và sau một lúc thì sẽ có một cái lát bánh mì rất chi là giòn. Tiếp theo thì sẽ là bột trà xanh matcha. Bình thường thì như mọi người biết, Linh rất là thích uống cà phê và ghiền cà phê, nhưng bởi vì hôm nay challenge màu xanh, thế nên là nước uống của mình cũng sẽ phải tìm một cái gì đấy màu xanh nhất có thể, và mình đã thay đổi cà phê bằng một chút kiểu như là matcha latte. Linh sử dụng một thìa bột matcha này, sau đấy thì mọi người đổ một chút nước nóng vào để hòa tan cái bột matcha này ra. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ đá, bởi vì mình thích uống đồ uống kiểu nó lạnh hơn một chút ít, và sau cùng thì mọi người đổ thêm một chút sữa tươi vào nữa thôi. Thế là đan được một cốc matcha latte cực kỳ dễ dàng để ăn kèm cùng với cả avocado toast với cả scrambled egg. Sau khi ăn sáng xong thì Linh sẽ cố gắng tập thể dục một chút. Thực sự thì mình tập nó hơi kiểu on and off, tùy vào lúc mà mình cảm thấy có rảnh hay là không rảnh. Nhưng mà nếu mà rảnh nhất thì Linh đều cố gắng là bật Chloe Ting lên để tập. Đầu tiên thì Linh bao giờ cũng sẽ tập bài Chloe Ting warm up để cho cơ thể của mình nó được giãn ra cũng như là nó được làm ấm lên trước khi mà mình bắt đầu vào với cả bài tập của Chloe Ting bình thường. Trời ơi, thực sự là cái warm up này thôi ấy, nó cũng sẽ khá là mệt đối với cả những bạn mà hơi lười một chút như mình. Nhưng mà dù sao thì cố gắng vẫn được tính, đúng không? Sau khi mà tập xong cái bài warm up đấy thì Linh sẽ làm cái bài tập mà 2 tuần để cho nó đỡ bị kiểu mỡ bụng ấy, cái bài mà abs challenge. Linh sẽ để link cả hai cái video này của Chloe Ting ở bên dưới. Sau khi tập tành xong thì mồ hôi nhễ nhại quá rồi, thế nên là Linh quyết định là đi tắm để cho nó sạch hơn cũng như là cho nó đỡ nóng ấy. Trong lúc mình quay thì trời ơi, có một con mèo dê cụ, đó chính là Bumi, đã bước vào trong màn hình. Và em Bumi thì cứ lợn lờ trong lúc mình tắm thôi. Tắm xong rồi thì Linh quyết định là sẽ make up để chuẩn bị đi ra ngoài. Ngày hôm nay với cả challenge như thế này thì mình quyết định sử dụng một cái màu mắt xanh. Màu này cảm giác khiến mình liên tưởng tới cả cái quả bơ mà mình ăn sáng lúc nãy. Lúc đầu thì Linh cảm thấy hơi ngại khi mà sử dụng cái màu mắt xanh lá cây như thế này, nhưng mà dạo này thì Linh cảm thấy là mình đã có thể vượt ra khỏi cái vòng an toàn hơn rất là nhiều với cả cái video make up với cả tông màu vàng lần trước. Thế nên là khi mà mình đánh màu xanh này lên ý, thì wow, mình cảm thấy wow, cũng hợp ghê luôn ấy, bởi vì có thể là bởi vì mình đang mặc màu xanh và nền giấy dán tường cũng màu xanh luôn, thế nên là nhìn mình trời ơi như là một cái con tắc kè màu xanh luôn ý. Anyway thì Linh cảm thấy là cái màu mắt xanh lá này khá là hợp và nhìn rất là cool. Sau đấy thì mình quyết định là đi chọn quần áo. Những tưởng là Linh không có quần áo màu xanh lá cây, nhưng không, mình tìm ra ở trong tủ thấy cũng có khá một vài cái tông màu xanh lá. Nhưng mà có một cái váy mà mình mới mua gần đây nhất của Shibashi, mình thấy rất là xinh và mình cũng chưa thử, lúc đấy là còn nguyên tác cơ, thế nên là mình quyết định
thử cái bộ váy này xem là như thế nào. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau transformation, thay từ đồ ngủ ra với cả đồ này. Cái bộ này Linh cảm thấy rất là xinh bởi vì nó kiểu dạng vải kiểu co giãn ấy, thế nên là có thể mặc được khá là dễ dàng. Mặc dù vậy thì vải mình cảm thấy là nó vẫn hơi mỏng một xíu, nhưng mà nhìn thì rất là xinh đẹp và khá là cool. Với cả đồ này thì Linh thấy cũng không đắt lắm ấy, Linh mua có tầm 400 mấy thôi thì phải. Và sau khi get ready với hầu hết những cái tông màu xanh nhiều nhất có thể thì đây là thành quả của Linh. Thế nên là Linh mong là mọi người cũng đã có một cái khoảng thời gian thư giãn thoải mái cùng với cả những cái tông màu xanh dịu mát như thế này. Và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên nhấn like, điểm cho video của Linh. Bạn nào mà chưa subscribe cho channel thì cũng đừng quên nhấn nút subscribe ở phía cuối video để bọn mình có thể gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh. Bye bye.